Ấy, full black They call me screen. Vinny. Nó là một cái gì đó đó. Tôi chưa chơi Habbo bao giờ, nhưng tôi sẽ chơi vào Chị nợ bây đó, giờ. chị nợ. Anh Đạt cũng chưa chơi con Acha bao giờ. Đây là lần đầu tôi chơi cho mọi người thấy á. Cảm ơn. Em cảm Combo ơn luôn. 3 dual leap 2 smoke. Wow, tuyệt vời địch. Ôi Mr. Mango Ekarus. Á đồ em Mỹ. Em Mỹ chơi Rimstone hả? chưa chịu xe là gì Chịu C. Nhiều gì đẩy cái vậy? tường ra hả? Đẩy cái tường Ok ra. gây Bấm đồ nghỉ bấm bấm C lần nữa là sẽ, cái tường sẽ dừng. Nó sẽ dừng lại. Còn cái Q là quả cầu. ok Còn cái E là đã cái hiểu tường. What the price? đã hiểu rồi. Con đó phải mua sao nha, anh Đạt mua sao chưa? Q của nó là kẹp là choáng, cái C là kéo, còn cái E là smoke. Để anh đang ngủ. Hãy để Anh anh đang ngủ. Đạt bật bật mở X lên để đặt sao nhá. Sao của anh đặt được mọi 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 chỗ. Mạnh lắm. Hoặc không. Yeah. Anh này cái tường anh này giỡn rồi. Yeah. Sao anh có thể thu lại bằng cách bấm ấn chữ F nha anh. Một mít Vô nè. rồi, vô rồi, vô rồi, vô rồi. Một mít, mít chết. Oh shit. Oh shit. Vô rồi. Ủa? Smoke, Vô rồi. smoke lại cái gì anh? E đi anh. Nó không phát được sao anh đâu. Ủa sao anh đâu rồi? Sao anh đâu rồi? Sao ông già ở trong đây rồi? Sao hả? Sao hả? Sao, sao ông già Sao? ở trong đó rồi? Sao? Sao? Ông này ông Sao? thu Sao sao lại vậy? rồi? Need help. Ông này ông thu sao lại rồi? Sao? Sao? Đó là cần tiền đó, đó là cần tiền đó. Anh dùng rồi, chán được một nữa. Sao anh không smoke anh? Ủa với lại qua đó anh mua được 3 sao mà. Hay là anh mua có một sao thôi? Mua một sao thôi. Thì sao cao vậy? Yeah. Đêm, để tôi nấu. Nghe cái tường bên này. Tường quỷ em. Tường bên này. Yeah. Biến vậy mới không về mà. Rồi em đang chờ cái kéo của anh Đạt hay gì á, anh Đạt cứ để sao đó, anh Đạt không biết làm gì nữa. Một lấy nam xe. Anh này có không. Sao á, anh có sao á. CC nó cũng được. Hả? Rồi nè. Có mid nha, có mid, có mid nha. Yeah. Có mid thiệt mà. Tưởng giỡn hả? Có mà. Thì có mà. Tưởng hay giỡn giờ. Anh này quay lưng suốt luôn. Có giỡn đâu ta. Có giỡn đâu mà quay lưng suốt luôn. Quay lưng với kẻ địch luôn. Tuyệt vời. Hiểu anh điệt. Mà bỏ đó anh Đạt có CC mà không biết sao anh Đạt bắn vô đầu nó được chứ. Ngầu đi. Nhân tố đặc biệt. Anh này nhân tố đặc biệt. Tôi đi mình xếp hả? Đó phải. Xếp thôi. Wow. Cái từng đặc biệt. Từng ui ui. Nó còn đứng ở trên. Nó còn đứng ở trên. Xuống đi. Xuống đi. Xuống đi. Xuống đi. Xuống đi. Xuống đi. Yeah. Con mít á. Đứng vô cái tường á. Mất tiêu rồi. Còn ba rồi, ba ba rồi. Rồi lắm. Trời ơi cái tường này sao mà kẻ tối.
Không, tôi kệ ở đây thôi. Em rất cần những cái pha đặc sao của anh Đạt và sử dụng nó để anh... Ủa, Đạt chết luôn rồi, hả? À. Khó vậy. Em cần những pha đặc sao của anh Đạt và sử dụng nó ngay lập tức để cho em đỡ nhìn. Được chơi. Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. Multiple fingers. Yeah. Yeah. Content. Content tới nè. Sao tự nhiên hai người bên này chết hết rồi. Không biết giờ sao. Không biết nữa. Chịu á. Không có hiền đi tự nhiên cái game này bắn khó hẳn. Không biết nó đứng ở đâu hết. Ở đây à? Sao nhiều vậy? Yeah. Ê, đâm cửa mít nha, bỏ mít đó. Bỏ mít đó, xung sao lại mít thôi, xung sao cái cửa em. Trời ơi, trời ơi. Đáng lẽ cái này anh thu rồi thôi. Chạy đâu rồi? Chạy hết đồ rồi. Xin tay gà, xin tay gà. Ờ. Yeah. Anh này đẹp cái gì? Lắc giữa chừng, em cũng vậy. Đồ á, ai hết rồi, ai hết rồi. Say nãy đứng, say đứng CT mình đó. Trong sai rồi. Em ở từng bò nữa, em ở rồi. Nè, bò như liền nữa. Thật ra ở dưới đừng có nói nhiều nha. I'm running now. Ok. Do something bro. I'm just waiting for you. Hả? Không đi nữa. Chạy nét đi. Chạy nét cho vui nha. Chắc ăn quá vậy. Một trăm hai. Gà. Con Cypher có yếu đâu. Yeah, bắn nhau luôn. Không xài kill nữa. Ồ, nãy giờ bắn cây này nhìn buồn rồi đó. Chắc bắn cây này cái xếp xếp cũng được. Để tôi kể tường cho. Cứ kể sao nữa. Rồi cứ kể rồi. Ủa. Cả bên yeah. Ăn rồi, cả bên ăn rồi. I know exactly where you are. Rồi, nó biết chính xác ở đâu rồi. What the fuck? Tại sao không có lực với địch? Oh shit. Đu mới chạy nhanh vậy. Ơi rớt bom. À đù, ghê vậy. À, cái gì vậy? Sao này quay lưng mới đâm vậy? Quay lưng luôn hả? Hài nè. Thấy binh nó mới quay lại đó. Ơ vậy. Giờ đây chơi. Do something, Hammer. Do something. Shut up. Shut up. À, biểu nập. Do something, bro. Do something, bro. Ua rồi, ua rồi. Tao anh ua. Anh ua cái ua rồi. Cái smoke Acha này thay. Em vẫn chưa hiểu ý của anh luôn và em bị tường của Harbo mình che rồi. Em không thấy cái gì ở mid nữa. Yeah. Xin cảm ơn. Không biết thấy gì. Oh! Yeah.
Ông cười biết nè, bỏ chạy, anh bảy chợ. Bảy chợ. Gà chúa à. 35 nữa. Ơ. Ơ. Tôi thấy anh Phoenix này sấy gì á. Lo khe. 150 dính sa gay chết luôn. Stay in my pussy. Bắn thẳng vô luôn sao rồi. Ngọ. Mua đường nào. Ok. Rain my pussy. À bắn thẳng vô luôn mà sướng. Rồi rồi. Sướng luôn. Cái bỏ ra bắn thẳng thiệt á. Kiểu lựa đúng góc luôn rồi. Bắn thẳng một đường đi. Nghe tiếng chạy một đôi kiểu á. Xin một cái smoke okay. À. Một cái smoke. Yeah. Không có smoke đâu. Nhìn đi. Không. Có à. Chỗ đây kìa. Chạy xa. Bye. Dở. Bye. Ngoài mình hay sao? Mid kìa. Mới kêu mid kìa. Mid à. Ok. Hết đạn rồi. 102. Chữ chưa? Yếu xìu. Yếu xìu rồi. Yếu xìu rồi. Đẹp làm gì đó đi anh đẹp. Giết hai người trong sai rồi đó. Bom ở đây nè. 120 nha. Tự nhiên đổi súng. Ờ đủ rồi, nó xin chào ơi, nó xin chào với mình kìa. Yo. What the fuck. Yo. Khó nói vậy. Người điên. What the fuck? What the fuck? Anh mày có dâm. Cố làm content tiếp. Chẳng biết rồi. Không cho biết. Lại chặn team. Từ từ đi anh. Đúng rồi, chặn cái team mình với team nó luôn á. Yeah. Giờ đây là đẹp. Chạy tiếng bê à, chạy bê nè. Đừng bỏ mít chứ. Ai bỏ đâu. Mít con. Mày mới kêu có ai bỏ đâu. Là sao? Thì có ai bỏ đâu. Lỡ bom rồi. Đòn lắm. Hai đứa dưới mít này nè. Real. Anh đang chờ ổn. Tôi nói rồi. Tôi nói real mà. Anh đang chờ ổn. Làm gì đó. Chạy ba rồi. Có bản đồ cho anh nào không? Oh shit. Ổn rồi, cẩn thận ổn rồi. Nó đứng ở đây chờ này ổn rồi. Mà nó là mớp của ai vậy trời. Dạ ổn. Ở đây nè. Mà nó chạy qua em á. Oh. Hai men. Ý ổn này. Nó là mớp của ai vậy? Sao nó có ớp vậy? Ổn này quá gà. Một tiếng chân nha. Hay. Rồi. Ớp nhiều lắm. Ốp còn ốp lít nữa. Rồi luôn, vỡ môn luôn. Sao nó ốp nhiều quá vậy? Chịu trình bóng cứt của ba con nha. Không. Sao nó ốp nhiều quá vậy? Dầu á. Too rich à. Đừng rich nữa à. Ít. Thôi nhầm á. Ok. Không cho sim. Không cho xin ra sim. What the fuck.
Đấy. Mít kìa. Số số gì cũng được. Coi chừng bên tay trái của anh nha. Nó chừng chạy qua bê nè. Small luôn có bê đi anh. Yeah. Tuyệt vời luôn. Vào sai, ổn thôi. Nó sai rồi. Nó biết em trong này rồi nha. I know exactly where you are rồi. Nó biết em trong này rồi, nó biết em trong này rồi. Năm lăm mơ. Không có thấy gì đâu à. Tại mày đứng núp mà không thấy gì. Tôi đang chờ Ham Bom làm gì đây. Ham ơi, đút sắp tiền. Ủa sao thằng này còn muốn chiêu vậy? Thầy cho thầy lóc thì... Mà đọc chết hả? Yeah. Ủa sao không xuất lại chiếc bom ha? Sao không biết cái này làm gì vậy? Ủa không hiểu gì cả. Chết rồi. Không được. Sao ép ra? Ủa gì vậy? Tôi không hiểu gì cả. Không biết. Đừng hỏi nữa. Trời ơi, chơi thế này. Neon nó vào sai mình luôn. Yeah. Cũng biền mà biền đuông, buồn điên. Tên. Biền đuông. Em biết vậy. Quá là biền đuông luôn. Hà bò làm rất nhiều. Cảm ơn. Hà bò làm rất nhiều, chết đấy. Là nhiều á. Hà bò ăn. Không. Mở táp lên, bò rọt, mở táp lên. B. Cypher A. B. Mở táp lên, mở táp lên, mở táp lên, B. Mở táp lên anh tức à. Cypher A, Cypher A học bơi hả? Ôi anh tức à. Cypher A học mid, A học mid, A học mid rồi, A học mid rồi. Rồi. Ủa con Phoenix không làm một cái gì luôn. Đục dĩ chưa. Buồn thế hả. Sắp tan smoke rồi kìa. Trời ơi. Da kìa. Hay, còn anh ơi, còn á, còn á. Con Phoenix không làm một cái gì luôn. Mà không dạt chung Phoenix nữa. Quá buồn luôn. Rồi cái tường này là cái tường chống vào sai rồi. Gì? Tường chống tim mình vào sai. Gần nhà ở đây. Spike planted. Bên kia. Hai men. Mở tường luôn rồi. Trời ơi, cái này sao bắt được? Trong sai có một, trong sai có một. Ở ngoài sai là có ốp. Hai tại. Thôi luôn. Quá loạn. Cầm tên đây. Cầm tên đây. Gì vậy? Cầm tên này đéo hay em ơi. Trời ơi. Ôi chết liên tục thế này. Má như vậy không dạt chung con Felix nữa. Má biền đuông. Buồn điên. Flex nè, chịu flex nè. Muốn xếp round này xếp nha, tại round sau round cuối. Không phê. Muốn xếp round, muốn xếp thì xếp nha. Phải luôn à. Mít rồi, hay. Mẹ đẩy khác gì đâu. Về luôn đây. Đẩy luôn mình thôi, đẩy luôn, 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 đẩy luôn. Team mình full người, team mình full người. Team mình full người. Anh Dex stun á, anh Dex. Đi đi, anh Dex stun tôi à. Này chơi gì? Đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn, chạy luôn, chạy luôn, chạy rầm rầm luôn. Spike down mid. Cứu ngu, 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 cứu ngu. Cứu ngu cất, điệp mẹ ngu. Up. À rồi bắn đấy cái gì nào luôn. Xin lỗi. Mua được một. Lỗi đấy. Quỳ xuống bố cô mọi người mày. Anh cứ tạ lỗi em. Gì nữa? Ê súng này đẹp. Súng này là súng nào? Rồi một cây battle pass khác. Ôi, cái này thích cái cây battle pass nữa. Nghệ dân chắc 100.3 thì cũng 7 giá plastic. Và 1 triệu trừ 3 ngàn bằng 9 9 9
997. Trời ơi, từ cái đó, cái 97 ghé lần 3. Là sao? Ê, mày ơi. Em đi không được. Chừng nào tới đó sinh nhật mấy đứa trong đây sinh tháng sinh bom bom ở đây, bom ở đây, bom ở đây. Ngày mấy? Tháng 5. Tháng 9 tháng 5. Em tháng 5. Ông Đạt 31. Bà Đoàn tháng mấy bà Đoàn? Ông Đạt sinh cùng ngày với bạn của em luôn. Yeah, chạy đây, bye bye. Bà Đoàn sinh ngày mấy bà Đoàn? Chạy đây, chạy đây, chạy đây. Ta ư. Gì? Này, cuối đâu vậy? Mid. Cuối gần đây. Có bom ở đây mà. Có mid. Bây giờ tôi bay cái gì vậy ta? Lấy bom mà. Knife à? Chắc gì B hả? Knife à? Dao hả? Phải dao không? Tin được không? Dao, này dao. Dao. Thôi, không giao đâu. Không giao đâu. Này biệp rồi. Biệp rồi. Hay. Ô. Từ nhận ngày mới bao lâu? Nói làm chối gì? Nói để mà em đi nói đi. Để làm chối gì? Thì cứ nói đi. Không. Tặng quà. Không. Không lấy quà luôn. Không. Thì thôi. Tiền thì lấy. Làm miếng bậy. Tiền thì lấy. Đó bao nhiêu hả? 12. Đó là tháng 12. Anh Đạt lên mấy rồi? Đạt khỏi nói đi. Đạt tháng 5. Ông Đạt mới kêu tháng 5 luôn. Em mới kêu tháng 5 luôn. Ờ. Ông Đạt tháng 5 đúng không? Ừ, ông Đạt sinh cùng ngày cùng tháng với bạn em luôn. Khang tháng 10. Trời không biết. Rồi, tới những ngày đó tao sẽ tặng mỗi đứa một cái lightstick của thằng chơi chính vậy. Nhắm mua được thì mua thôi, đó dễ mà. Rồi, anh này anh chạy rồi. Đây, để cái xe chạy vô nè. Anh cứt đi, ổn rồi. Mẹ mày, anh cứt đi, ổn rồi. Nó đẹp thẳng vô mấy rồi. I need a skin. Cam. Tôi bị chán rồi. Người bị chán rồi. Tôi hết bị chán rồi. Mà tôi không làm gì. Winitrin. Winitrin guys. Oh wow. Cái spike không ai lắm luôn. Này nè. Quê vậy? Đi đâu vậy? Community clear mà. Tôi già này các bạn. Yeah. Community clear rồi. Đi A xong. Ủa đi A hay đi mid vậy? I don't know. Hay nè. Thằng ngu này. Vậy em không thấy cái trap nó đặt kín như chó rồi em. Ai bắt tự phá bom này. Đây rất nhiều. Tôi cần giúp. Này cuối Evo, cuối Evo. Này, có Cypher mua giáp. Nó lượm, nó lượm ghost của ai đó xong rồi bắn bể đầu nó không chết. Gì? Mấy ngu gì chó vì chữ đúng rồi á. Thay cái cháp tôi đứng lại biết rồi. Em này đẩy vô luôn cho nó bắn chết. Mấy ngu vậy chó vậy á. Chào em. Come on little homie, let's get it. Yeah. Hey. I have the spike. Mày đẻ. Ơ. Sao nó bắn nhanh hơn mình vậy? Má buồn điên. Tôi quay qua tôi thấy đó luôn. Buồn điên. Sao nó bắn nhanh hơn tôi vậy ta? Không biết. Một cây shotgun nhá, một cây shotgun nhá. Hai cục tạ, không tạ. Không tạ. Ở dưới đấy thôi. Nhá. Yeah. À thôi. Ông đứng ở trên rồi, ông đứng ở trên rồi. Ông đứng ở trên rồi. Em xin lỗi, em xin lỗi, em ăn cứt được chưa?
Gần đó nha, gần ở nhau đó. Bên tay phải, lần cuối thấy là bên tay phải. Lần cuối đi bên nhau. Ngu. Ok. Ngu. Nhường nó bắn luôn rồi. I know exactly where. Vị trí đang ở đâu vậy? Lộ vị trí. Nghe anh, nhảy xuống. Không biết. Lộ vị trí tiếp. Wow. Wow. Wow, rất nhiều. 30 seconds left. Wow. Tôi thấy cái này chưa wow. Oh wow. 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 cái gì đang diễn ra vậy? Đó chính là cách mà anh Trung Quốc chơi. Anh Trung Quốc mà da đen nữa. Anh Trung Quốc, anh Trung Quốc. Trung anh đã là anh đã chiến trong mà còn lại là da đen nữa. Đấy rồi trời ơi luôn. Trung Quốc. Let Trung Quốc. Từ Trung Quốc đi nấu ăn được trời ơi. Ok. Trung Quốc. Tắt con người. Đi nấu ăn. Anh nhảy xuống đó. Cái cây 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 cây. What the fuck? Anh này zone game. Anh này zone game rồi. Rồi. Bom kính quá, bom kính quá. Quay đi. Đi rồi. Run for your life. Run, 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 guys, run. Mày, no, mày. Cây mới lâu. Cây mới lâu. Lúc nào cũng có tay. Nó mở camera ra. Cây thế nhờ. Nó chơi chết rồi, thằng này là thằng chơi chết nhiều rồi. Cười mới lâu. Thằng này là thằng chơi chết nhiều rồi. Không có thằng Cypher rồi, đang mất tôi bật e lên rồi. Chuẩn bị em leo lên cái đầu của anh rồi, anh Đạt ơi. Chuẩn bị em được chửi anh rồi. Tí nữa coi chơi bịch ngỗng. Hả? Cái gì? Tí nữa gì? Tí nữa coi chơi bịch ngỗng không? Không. Khoan. Không. Được. Yeah. Tao vừa thấy anh Will Bao chuẩn bị hủy diệt cái máy nữa. Hả? Sao? Nó vô là... Nó vô là đắt mít như Wukong. Nó bèn mắt. Bèn mắt mà hả? Ừ. Hủy diệt đâu vô. Nặng vãi luôn. Đó, ông chạy chưa? Chạy rồi. Đúng á. Đừng vô bay, vô bay, vô bay, vô bay, vô bay, vô bay, ý là tôi chạy thử thôi, tôi chơi game không? Tại game Reorder rồi. Reorder game sẵn rồi, để chơi cho tôi stream thôi. Biết vậy, giao nó tra cho rồi. Ủa đồ má, đéo vô được luôn mà. Ơ, đéo chạy bên tôi, đéo chạy được luôn mà. Vô, nó đang cài, nó đang cài mấy cái net với lại gì á. Vô Steam coi thử đi, nó đang chạy á. Không, nó đâu chạy đâu, nó đang bên tôi là launch luôn chứ không phải là chạy nữa. Cái bên tôi không phải là đang, nó không phải đang hoạt động nữa là launch luôn rồi. Cúi trọng luôn, cúi trọng luôn. Rồi, đúng rồi á, nó ở đây nè. Oh my god. Ok, được rồi, để vô bên xảy. Đồ má lên game bên Michael, tôi cứ chơi game livestream đúng không? Michael, tí chơi bịch ngỗng không Michael? Click. Tí chơi bịch ngỗng không? Thôi, không chơi game đó được. Không chơi hả? Gì chơi ma sói không? Lời lắm. Ừ, để coi cái nhà có cái nào không nói trước được. Ok, vậy nếu vào lời rủ mận ý chơi luôn. Đó là cái bọn ý luôn. Tụng mút sao vậy? Mi họ. Hồi sáng tôi bắn được vô sao vô được tụng mút.
Yeah, kẻ tường cho vui nè, chờ vui nè, chờ vui nè. Yeah. Không, hồi sáng không trách gì mua bao hết, bắn bình thường mà. Chờ vui nè. Có người này nè. Mẹ để chạy thử coi có chơi game trên livestream được không? Cứ chơi có. Yeah, chạy đây. Bệnh như cước. Bị bệnh nè. Acro quá. Ờ có acro chứ điều gì á. Em mẹ này. Không có bảy, không có bảy, không có bảy, không có bảy. Không có bảy nhưng mà có good. Anh này vẫn vào đặt smite được bình thường. Wow. Tốt rồi mình từ từ nhé, để giảm hết đồ, để giảm hết đồ mà lâu quá rồi. Này. Đấy, có cái gì chứ? Hết hay rồi. Phải đứng áp cái rồi. What the fuck? Hello. Hello. Nó đang làm cái gì ấy? Thằng Trung Quốc này. Một thằng canh số 3 như tao không chỉ cần chọi mua ly vô thôi mà. Chỉ cần chọi mua ly vô là được rồi. Ủa cái này nó. Chờ smoke của anh Đạt. Sao anh Đạt không smoke? Ủa cái này nó không. Ừ, cái này nó đéo cho mình xài DLSS à? Có. Hả? Có. Bảo cái gì? Không, tôi thấy... ba không, không. Hả? À đây, DLSS này rồi, được rồi. Ủa, xài DLSS mà sao nó không hỗ trợ DLSS? Ba không, nó không đi xài DLSS được mà. Chưa. Chắc. Vậy đó, ông già. Đúng á, ủa sao DOS đấy bác kêu hỗ trợ là sao? 3050 á. Migo Ray nè, Migo Ray, Migo Bit. Xài được. Đồ, con trái rồi, con trái mà biết rồi, con trái mà biết rồi. Trời, tắt tôi để xuống low hết luôn rồi, giờ tôi livestream là tôi chạy vô Vivo coi. Từ từ cái tem gì lạ thế ta? Trời ơi, tem da đen em ơi. Hai hình vô là hai đu lít à. Nó tem đồ quá, chủng tộc quá. Tem có tem này có vẻ như là khá là mất quyền. Chẳng sai. Let's go. Ai này, thật sự là da đen này. Hay quá, những người da đen. Tem bích má nhìn chán kìa. Ủa, hộ lý phát. Ủa, hai kinh chân thôi, ba đu lít. Tụi má từ từ sao đéo chạy được thế. Em nhập cư. Military homie. Chút gì à? Anh mua được mà. Chút gì à? Chút gì à? Chút gì à? Tem này, tem này nhận tiền donate của Quang Linh nè. Anh mua được. Ổn ơi, ổn ơi. Đúng rồi. Cái gì? Anh mua được nè, ổn ơi. Ok, rồi đây chuẩn bị ra stream. Yeah. Theo anh về kìa. Ok. Nhân chết rồi, nhân chết rồi. Ây da. Đó. Oh wow. Ờ? Em vẫn đang chờ smoke của anh này. Nó bò rồi nhỉ. Baron ơi chỉ cho nó. Baron ơi, nhìn sẽ đập bom anh. Chỉ vô nè, để cái khiên, để cái khiên hay gì ta. Cái quả cầu của con Habo á. Đang chị. Đồ quăng vô cái chỗ mà có cháp của con Cypher á, chạy vô quả cầu đó phá cháp. Đồ má em mới. Nhưng mà nãy em không có nghe tiếng trap của em Cypher. Cypher đập bởi em rồi. Không nghe tiếng á. Ừ, không có nghe tiếng. Cypher đập bởi ai hay gì rồi, không có. Vàng Cypher nó đéo đặt cháp đó hả ta? Không, nó đặt ở chỗ mid đây nè. Không hiểu sao nó đặt chỗ đó. À nó kê, nó chắp lót thôi. Thì mình nãy bắn mít lại ăn nha. Đi sai, đi sai bơi thì quăng ở gần ngay cửa. Bò vô phá chắp rồi. 18 mày như cứt hả? Em là bảo content mà. Anh đòi em bắn hay có gì. Đóng cửa mít nha, đóng cửa mít nha. Ê. Đó, em làm cho phát nè. Đó. Lỏa, tường dùm bên kia. Nhưng cứt. Oh shit. Không cho bắn. Không cho bắn. Phoenix. Ủa anh Đạt có bơ hả? Alo. Anh Đạt ơi.
Let's go. Okay. Oh, no. On me. Oh wow. Ngu rồi. Oh wow. On ơi. Một viên on ơi. Còn city hết luôn. Yeah. Rồi, bắt cái gì không nữa luôn. Hay city cuối. Ôi, chạy đi. City. Thằng phía này đang ở đâu vậy? Không biết hả? What the fuck, content vãi lồn luôn Baron. Em xài khỉ nổ thôi, không dí luôn. Để em xài, để làm content là anh không thấy em thích cái team này là con content trên đầu rồi mà. Ủa sao em ổn này, em chạy bắn bằng cây cốt. Không tối vậy. Với lại em hay chơi tròn bộ phận của em là delete cơ. Là đời em chơi mấy con controller như này chịu á. Chơi cho vui thôi chứ. Anh Ray mà. Anh Ray à, tự nhiên bắn. Không, bắn ra thì bắn nghiêm túc á. Anh thấy bắn như này được. Cái gì mà bích đem tặng mấy thằng da đen cũng. Biết được em. Yeah. Chết rồi. Móc đi anh Đạt ơi. Ủa gì vậy? anh bắn rành nó xem đành mà tụi nó còn rủ chơi 5 đô lít nè. À, khó nói á. Đủ cái gì mà win. Dạ mà win 12-2 nha. Support qua đây, support qua đây. Molly à? Hầu lại xíu không? Hầu lại xíu không? Ở kỹ. Còn 1 phút lận mà, phải quá. Chỉ có tình thế 3v3. Nghĩ là anh Đạt. Nhưng mà anh Đạt bị bóc vô đồ, anh Đạt chết rồi. Anh Đạt. Ê, nhìn là Đạt ngon quá đi, anh Đạt ơi. Trời ơi, sướng luôn. Anh mà Ron cứng thú với người da đen à. Gì á? Wow. Gì? Để xanh cho lầu đúng tôi luôn. Để xanh cho lầu đúng tôi luôn hả? Tẩy tôi vô cái bẫy luôn hả? Yeah. Nó từng thể là một cái gì đó. Yeah. À, anh Đạt bị đẩy như vậy. Anh Đạt chết trước rồi, đúng rồi. Xong tôi bị chào đẩy ra sau. Với Baron. Yeah. Dối à. Chào Olaf đi. Không mày dối. Là mày qua liền mà. Yeah. Để thôi. Đấy. Ông già. Oh! Cái cầu ơi, cái cầu. Thành phố quạng nghe bị bị Baron à. Chẳng quá. Từ từ thôi, từ từ thôi. Làm gì đi. Nào nó có máy. Ôi, em mày sợ bút nữa cái kiểu. Em đáng yêu rồi, em đáng yêu rồi. Thấy nó chơi Baron rồi mà nó kéo cái tâm trời hoài. Ây da. Nó dành nó là kéo tâm xuống đất ấy. Ừ. Hay. Mết 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 sao này còn ở đây? Baron cứ nhảy nghe nhưng mà đéo hồi máu rồi. Sao này còn ở đây? Fucking nigger. Just go faster. Hay chơi trận đầu tiên cầm sân clip kéo tâm lên trời. Hello. Dạ yeah, mua vào. Má mới bị cái tâm con này. Stupid idiot. Tôi tưởng mình đang bắn anh Red yeah. Đang chiêu chiêu sao anh này anh chửi. Đúng rồi chiêu rồi. Mr. Beat đó. Không, nó quá ngu. Em nói Baron. Còn anh Đạt em nó quá ngu này không biết đâu còn cái mì mì sợi mì tươi đó gì Baron nghe Baron chửi thằng phi đấy cả đúng rồi phải chửi á nó quá ngu dạy đi anh dạy đi anh ơi yeah obscene vision. Ê, hey, nhưng mà tại em chỉ nghĩ ra nếu mà nói về vụ dưới tâm thì Valorant có khổ nào có không khả năng dưới tâm hả? Ủa? Là sao? Làm gì chứ em? Kiểu có một khổ nào mà kiểu mình ngồi mình bắn nó đúng không? Rất đông. Cái tâm lên trời thì nó sẽ ít nhất có một viên vô đầu ấy. Nó biết kìa bao lâu rồi? Nếu gì?
còn mid hai ba lon thôi. Một market. Một B nhé, một B. Click không? Đi câu rồi. Hay lắm rồi em, mẹ đẳng cấp rồi. Alo. Thật sự là thương tên đấy anh. Yes, đáng lẽ là một cái có một round win rồi anh ấy ba. GG ha. Phải có quả A, phải có quả A rồi sáng bắn chung ngu bao cho tụi em coi. Hời, quả bắn điên quá luôn. Tìm hại hả? Tìm hại hả? Anh lại bị anh quay cò. Không, sáng ngu bao không có báo anh lắm. Nhưng mà kiểu tem, cả tem báo luôn, đùa. Báo gì? Một mình anh clutch. Một mình anh clutch 5 thằng, một mình anh đứng trong chi, nó trả đồ vô. Thằng kêu cho nó trả con nano warp nào vô, đùa anh bắn bể hết. Rồi con hút bụi của con Ray nè, rồi mấy cái xà chú là.